Hello, xin chào các anh em. Rất vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Sơn sẽ giải đáp câu hỏi của rất nhiều những khách hàng mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng có người hỏi, đó là có nên mua ô tô hay không. Và nếu anh em có những ý kiến gì hay thì hãy bình luận xuống bên dưới video nhé. Và để trả lời cho câu hỏi này, nếu như bạn hỏi những người chưa mua ô tô thì họ sẽ phân tích cho bạn rằng mua ô tô tốn kém lắm, mất tiền, mất nhiều chi phí lắm, đi Grab hay taxi nó sẽ tiện hơi và thuận tiện hơn, và nhiều thứ khác để có thể ngăn cản các bạn mua xe ô tô. Còn đối với trải nghiệm của Thế Sơn thì bạn nên mua ô tô nếu như tài chính của bạn rủng rỉnh, không phải lo về cái vấn đề tiền ngân hàng, tiền sinh hoạt hàng ngày và các chi phí cái sinh hoạt khác, thì bạn nó sẽ thay đổi, niềm tự tin vào mình nó cũng thay đổi, và mọi thứ xung quanh mình, tới công việc và cuộc sống nó cũng thay đổi, và bạn sẽ có nhiều cái động lực để làm việc hơn, và từ đó bạn sẽ dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn. Nên hãy nhanh chóng sử dụng cho mình một chiếc xe ô tô nhé. Còn việc mua một chiếc xe như thế nào, nhỏ hay to, kiểu dáng ra làm sao, và thương hiệu Nhật, Hàn, Đức, Ý, xe Đức hay Mỹ, thì nó tùy thuộc vào cái sở thích và tài chính của mỗi người. Đối với xe Nhật thì những người nào mà thích ăn chắc mặc bền, thích sự ổn định hay là chi phí bảo trì thấp thì nên chọn xe Nhật. Và hiện nay thì xe Nhật thì nó cũng được trang bị option cũng khá là nhiều. Cho nên là bạn nào mà bảo xe Nhật bây giờ không có option thì hãy xem lại nhé. Còn đối với những xe Hàn thì như các bạn đã biết từ trước đến giờ rồi, xe Hàn thiết kế khá là trẻ trung, năng động và option thì đa dạng, khó phải bàn. Còn đối với những dòng xe Âu và Mỹ thì các dòng xe này thì khỏi phải chê rồi. Đây là những dòng xe dành cho những người mà hưởng thụ và họ không bao giờ phải lăn tăn tới tiền bạc, bởi chi phí bảo trì bảo dưỡng của xe này cũng khá là cao so với xe Hàn và xe Nhật. Và một cái nữa là giá trị bán lại sau khi quý vị đi một thời gian mà muốn nâng cấp lên thì cái xe cũ nó bao giờ nó cũng sẽ thấp hơn những chiếc xe Hàn. Và nãy giờ thì Sơn đã trả lời câu hỏi là có nên mua xe ô tô hay không, hãy quyết định ngay nha. Cảm ơn anh chị đã xem video, hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi.